trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng diễn ra trong hai ngày 5 và 6 tháng 6, bà Lê Thị Sông An, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã đề cập đến việc phát triển, nâng cấp các nền tảng số ứng dụng du lịch. Theo đại biểu Sông An, thời gian qua, ngành du lịch đã có sự phục hồi và phát triển rất tích cực. Các du lịch quốc tế cũng như nội địa đều đạt và dược mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, việc phát triển này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của nước nhà, nhất là trong giai đoạn 4.0 hiện nay. Theo tôi, việc chuyển đổi số trong ngành du lịch vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chưa xây dựng đồng bộ hóa và liên thông cơ sở dữ liệu giữa trung ương và địa phương giữa ngành du lịch với các ngành khác. Với trách nhiệm của mình, xin Bộ trưởng cho biết các giải pháp giải quyết vấn đề này để ngành du lịch phát triển thật sự hiệu quả và bền vững trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong nền kinh tế số, rõ ràng ngành du lịch càng phải chuyển đổi, song nhiệm vụ này đã khỏi sự quan tâm và vào cuộc rất lớn từ nhiều phía, nhất là việc kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc phát triển du lịch số. Riêng về chuyển đổi số, Bộ Văn hóa Thể thao cũng không thể đứng ngoài cuộc, mà phải tranh thủ cái thành tựu này để kết hợp với sự ủng hộ của Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp đầy trách nhiệm và các cái cơ sở dữ liệu mà Đảng nhà nước đã đầu tư để kết nối và làm điều kiện thông thoáng nhất, tiện ích nhất để các đại biểu có thể du khách có thể tiếp cận để chúng ta làm Ngoài ra, phiên chất vấn cũng ghi nhận các nhóm vấn đề khác như công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật. Việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm.